Lái xe đêm là một điều đã rất quen thuộc trong cộng đồng các tài xế Việt. Việc thường xuyên đi đêm đi qua các cung đường tối tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Các bác tài sẽ thường chia sẻ cho nhau không ít kinh nghiệm hoặc quy tắc hay ho. Và sau đây là một vài quy tắc có trong số đó. Mong rằng chúng sẽ giúp mọi người lái xe an toàn hơn vào ban đêm. Một chính là giảm tốc độ và đi chậm lại. Ban đêm thì số lượng xe tham gia giao thông sẽ ít hơn so với ban ngày. Sau đó thì các bác tài sẽ thường chủ quan và lái xe với tốc độ nhanh để rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa. Nhưng rủi ro thì luôn xảy ra bất ngờ và nhanh chóng, nên việc giảm tốc độ xe sẽ giúp các bác tài có nhiều thời gian để quan sát đường đi kỹ hơn và phản ứng kiểm soát kịp thời các tình huống nguy hiểm. Các trường hợp tai nạn đã xảy ra thì 85% là do không kiểm soát được tốc độ và thắng gấp gây nguy hiểm. Mỗi đoạn đường sẽ có quy định tốc độ tối thiểu và tối đa khác nhau. Giới hạn về tốc độ trên các biển báo là tốc độ cao nhất có thể đạt được mà không bị phạt. Nhưng đây không phải là tốc độ an toàn cho các bác tài khi lái xe vào ban đêm. Do đó, nếu không chắc chắn tầm nhìn, thì các bác tài nên giảm tốc độ ở mức tối thiểu để đảm bảo an toàn và không gây ảnh hưởng tới những phương tiện cùng tham gia giao thông. Quy tắc số 2, dừng lại nghỉ ngơi khi mệt và buồn ngủ. Khi vận tải những chuyến hàng xa thì các bác tài xế dễ trở nên mệt mỏi, buồn ngủ, các giác quan và khả năng xử lý tình huống sẽ bị giảm đi đáng kể. Nếu cảm thấy mình không tỉnh táo thì các bác tài hãy tìm một trạm dừng chân gần nhất để nghỉ ngơi và thư giãn một khoảng thời gian và đảm bảo bản thân hoàn toàn tỉnh táo trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Ngoài ra, các bác tài cũng nên nghỉ ngơi đầy đủ trước khi bắt đầu hành trình để có đủ năng lượng cho một hành trình dài. Lưu ý, nếu không tìm được trạm dừng chân và phải dừng xe ở bên lề đường thì các bác tài nên chú ý đậu xe sát lề, gọn gàng để không gây cản trở giao thông và khóa kín xe cẩn thận do ban đêm đầy rẫy những rủi ro như là trộm cướp. Đặc biệt, nên tìm chỗ dừng xe ở những nơi đông dân cư, tránh những khu vực ngoại ô hoang vắng. Quy tắc số 3, sử dụng hệ thống đèn pha đúng cách. Khi đi vào ban đêm thì các bác tài chú ý mở đèn pha và mở đúng chế độ pha chiếu xa, cốt chiếu gần và đèn sương mù đúng cách. Đèn pha chiếu xa có góc chiếu cao và cường độ ánh sáng mạnh, hỗ trợ các bác tài quan sát các biển báo tốt hơn và xử lý các tình huống kịp thời với tầm nhìn bao quát hơn. Tuy nhiên, đèn pha sẽ gây cản trở tầm nhìn, chói mắt cho các xe đi ngược chiều và dễ gây ra tai nạn. Do đó, các bác tài chỉ nên sử dụng đèn pha khi di chuyển trên đường cao tốc, đoạn đường vắng ít phương tiện, đường một chiều hoặc không có xe đi ngược chiều. Đèn cos, đèn chiếu gần với góc chiếu thấp giúp các bác tài dễ dàng quan sát tình trạng mặt đường và xung quanh trong cự ly gần. Đèn cos thường hạn chế về tầm nhìn hơn và gây khó khăn khi xử lý tình huống trên đường cao tốc. Đèn cos phù hợp khi sử dụng tại các khu dân cư và các tuyến đường nội thành. Đèn sương mù là đèn có ánh sáng vàng và được lắp đặt ở vị trí thấp như là gầm xe hoặc phía dưới đèn pha xe tải. Đèn sương mù được sử dụng khi điều kiện thời tiết có nhiều sương mù, giúp cho các bác tài quan sát rõ hơn khi tầm nhìn bị che khuất. Quy tắc số 4 chính là nắm rõ lộ trình và đoạn đường đi. Trước khi khởi hành chuyến tải hàng vào ban đêm thì các bác tài nên nắm rõ lộ trình tuyến đường sẽ đi để tránh việc đi nhầm đường do tầm nhìn buổi tối kém, khó quan sát hết các bảng chỉ dẫn và có thể bỏ qua những đoạn rẽ phải đi. Quy tắc số 5 chính là vệ sinh gương, kính chắn gió và đèn pha. Đèn pha là bộ phận vô cùng quan trọng với một chiếc xe tải. Bộ phận này sẽ hỗ trợ các bác tài có tầm nhìn rõ hơn khi lái xe vào ban đêm. Do đó, các bác tài cần phải kiểm tra kỹ hệ thống đèn pha, không có dấu hiệu chập chờn và sáng tốt. Nếu có vấn đề thì cần phải sửa chữa ngay trước khi bắt đầu chuyến đi. Ngoài ra thì để có tầm nhìn tốt nhất, các bác tài nên vệ sinh gương và kính chắn gió luôn sạch sẽ. Kính chắn gió bẩn hoặc nứt có thể khiến cho ánh sáng từ đèn đường và các phương tiện khác bị phân tán, gây ra hiện tượng chói mắt. Tương tự như vậy thì khi đèn xe bị bẩn hoặc nứt sẽ làm giảm độ sáng và cũng làm chói mắt cho các tài xế khác đi trên đường. Quy tắc số 6, điều chỉnh ánh sáng đèn pha phù hợp, đảm bảo ánh sáng từ đèn pha không quá mạnh mẽ, vì như vậy sẽ gây ra tình trạng phản chiếu lại vào mắt của mình khi chiếu vào các biển báo, gương hỗ trợ giao thông hoặc các vật thể khác. Ngược lại thì cũng không được quá yếu, nếu ánh sáng không đủ thì tầm quan sát sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, sau một thời gian dài sử dụng thì đèn pha có thể bị lệch, gây ảnh hưởng đến hướng và phạm vi chiếu sáng. Các bác tài cần kiểm tra và điều chỉnh đúng luồng sáng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc đem đến trạm bảo dưỡng để các nhân viên kỹ thuật hỗ trợ. Liệu mọi người còn có những trải nghiệm đi đêm nào đáng nhớ không? Hãy cùng comment xuống dưới để tụi em hóng với nhé!